Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ được phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về nhóm ngành về năng lượng tái tạo. Trong đấy có ba hai mã cổ phiếu mà chúng tôi sẽ đề cập chính, đấy chính là cổ phiếu BCG và cổ phiếu HDG. Tôi là Phạm Việt Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư, và hôm nay cùng với tôi sẽ có bạn Trần Bá Trung là chuyên cover về HDG và nhóm vật liệu xây dựng, và sẽ cùng trao đổi với quý nhà đầu tư về hai cổ phiếu này. Thì tổng quan của chương trình ngày hôm nay sẽ gồm có 4 phần. Phần thứ nhất đấy là chúng tôi cập nhật một số thông tin về ngành năng lượng tái tạo. Phần thứ hai đấy là cập nhật kết quả kinh doanh các doanh nghiệp trong ngành năng lượng tái tạo là có BCG và Hà Đô. Phần thứ ba chúng tôi sẽ nói về các động lực tăng trưởng trong tương lai cũng như là dự phóng kết quả kinh doanh của chúng tôi trong 2021 và 2022. Và phần cuối cùng đấy là sẽ là cái phần khán giả hỏi và đáp. Và để không quý nhà đầu tư chờ lâu thì ta sẽ sang phần đầu tiên luôn. Đấy là xu hướng phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên thế giới. Thì tôi có một cái số liệu thống kê theo IEA ở đây. Thì đấy là cái nhu cầu năng lượng thế giới đã tăng 20% từ năm 2009 lên 2010 đến năm 2019, và cái tỷ trọng đóng và quan trọng nhất là tỷ trọng đóng góp của năng lượng tái tạo đã tăng từ 8,7% lên 11,2%. Trong khi đấy thì các dạng năng lượng tái tạo khác như là sinh khối, thủy điện hay điện nhiệt thì cũng có xu hướng rất là ổn định, và cũng có xu hướng ổn định và giảm. Và năng lượng gió và năng lượng mặt trời thì đang có cái tốc độ tăng trưởng rất là nhanh. Thì tốc độ trung bình của năng lượng mặt trời là 24%, còn của điện gió là 12,5%. Và nếu mà chúng ta tính trong 10 năm trở lại đây thì hai cái dạng năng lượng này đã đóng góp tăng trưởng, đã có tốc độ tăng trưởng là gấp 20 lần. Và sau đây thì một số thống kê khác nữa, thì là những cái thống kê là chúng ta có thể thấy là các đầu tư mới là chủ yếu là tập trung vào năng lượng tái tạo, là trong đấy là có 69% là tổng vốn đầu tư là vào nguồn năng lượng này. Và cụ thể hơn thì là cái năng lượng mặt trời thì năm 2020 đã kêu gọi được vốn đầu tư là 148 triệu đô, tăng 12% so với cả năm 2019 và tăng 64% so với cái năm 2010. Và cái năng lượng gió thì cũng không kém năng lượng mặt trời là mấy, cũng là 142 triệu đô, giảm 6% nhưng mà cũng tăng 60% so với 2010. Thì ở đây tại sao mà lại có cái sự tăng trưởng của năng lượng tái tạo này, là bởi vì do là cái nhu cầu là giảm khí thải CO2 và khí thải nhà kính cũng như là tìm các nguồn năng lượng sạch thay thế trên thế giới, thì đã khiến cho là cái xu hướng là phát triển năng lượng tái tạo này nó kéo dài và nó sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai. Đây và đây là một số thông tin khác của chúng tôi liên quan đến khu vực châu Á. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đây là cái khu vực mà đang có cái sự phát triển về năng lượng tái tạo lớn và nhanh nhất thế giới, khi mà riêng khu vực này đã chiếm đến 70 gần 76 à 46% tổng năng suất thiết kế. Và trong đấy thì Trung Quốc sẽ là nước dẫn đầu về cái quy mô, về công suất và Recording in progress. về công suất và tốc độ tăng trưởng quy mô. Về công suất và tăng trưởng quy mô và chiếm đến và trong thì là trong đấy thì là họ là riêng Trung Quốc là họ chiếm 1/3 cái tổng công suất về điện mặt trời trên toàn thế giới, và chiếm 30% về công suất là điện gió ngoài khơi năm 2020. Và tăng trưởng và cái công suất điện gió của họ là tăng trưởng lớn nhất năm 2020, nhưng mà lên đến 52 gigawatt. Và trên thế giới nói chung thì hiện tại là điện năng lượng mặt trời đã đóng góp 16% vào tỷ trọng hệ thống điện toàn cầu. Mỹ và Trung Quốc thì cái năng lượng mặt trời là hiện tại là chiếm 16,7 và 14,9. Thì chúng ta thấy là Trung Quốc là mặc dù là họ tăng trưởng rất là nhanh như thế, tuy nhiên là cái tỷ trọng đóng góp của năng lượng mặt trời vẫn còn rất là thấp, và vẫn là thấp so với cả trung bình thế giới. Cho nên là thành ra là cái xu hướng này là trong tương lai là vẫn sẽ tiếp tục. Và ở Đông Nam Á thì cái cuộc đua nó còn hấp dẫn hơn nữa, khi mà chúng ta nhìn thấy là cái đóng góp của những cái nước ví dụ như Thái Lan hay Malaysia hay Philippines thì còn có 6,2, 6 hay 10,5%, là thấp hơn rất nhiều so với trung bình của thế giới. Cho nên là Đông Nam Á cũng là thị trường phát triển và tiềm năng với thị trường này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang cụ thể hơn ở Việt Nam, thì liệu có khác gì không? Thì chúng ta cũng nhìn thấy là về số liệu 2019 thì cái tỷ trọng nguồn điện là 10% là năng lượng tái tạo thôi. Thì hiện tại là Việt Nam cũng đang trong cuộc đua đấy, nghĩa là thấp hơn so với trung bình thế giới, thấp hơn Trung Quốc, nhưng mà cũng là tương đối tốt so với cả những cái nước bạn bè láng giềng. Thì cái này là cũng một phần là bởi vì do cái vị trí địa lý của Việt Nam khá là thuận lợi để có thể phát triển năng lượng tái tạo, và
Ngoài ra nữa thì chính phủ cũng rất là kịp thời nhìn ra được là cái xu hướng này và tiếp theo là đẩy mạnh kích thích cũng như là đưa ra các chính sách mà khuyến khích tăng trưởng về nguồn điện, năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Và đây là một số cái cơ chế chính sách phát triển của năng lượng tái tạo của chính phủ mà chúng tôi có đề xuất ra, có liệt kê ra để quý nhà đầu tư có thể dễ xem. Thứ nhất đấy là cái thuế thu nhập doanh nghiệp thì là 9 năm, 4 năm đầu tiên là không phải là được miễn thuế này, 9 năm tiếp theo là 5%, 2 năm tiếp theo là 10% và sau đấy thì là sẽ quay trở lại thuế bình thường. Tiếp theo nữa là thuế nhập khẩu thì là các hàng hóa nhập khẩu làm tài sản cố định hay là vật liệu hay bán thành phẩm không được sản xuất trong nước và các nhà đầu tư hay kiểm tra danh mục hàng hóa và sản phẩm được miễn thuế hàng năm sẽ được bộ KHDT công bố. Và sử dụng đất thì chúng ta sẽ có là tiền thuế sử dụng đất là sẽ được ưu đãi theo quy trình của tỉnh. Cái phí bảo vệ môi trường thì tại vì do năng lượng tái tạo là năng lượng sạch cho nên là sẽ là được 0% cái phí bảo vệ môi trường. Hiện tại thì cái nguồn vốn vay, nguồn vốn đầu tư thì cũng thì có riêng Ngân hàng Phát triển Việt Nam là có thể là cho vay các dự án này lên đến 70% và cái mức lãi suất thì cực kỳ là ưu đãi khi mà chỉ tương đương lãi suất chính phủ là thêm 1% một năm nữa thôi, nghĩa là rất là thấp. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn ở bên phải của tay tôi là những cái loại năng lượng tái tạo mà hay là một số cái thống kê mà chúng tôi có về các năng lượng tái tạo này và quý nhà đầu tư có thể xem lại clip để có thể là đọc kỹ hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với cả một cái thông tin tiếp theo rất là quan trọng đối với ngành điện. Đấy chính là về cái quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo. Thì hiện tại là cái quy hoạch điện 8 này là có quy hoạch cho Việt Nam đến năm 2045. Thì nhu cầu phụ tải được dự báo là sẽ tăng khoảng từ 7 đến 9% một năm trong 10 năm từ 2020 đến 2030. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được rằng là cái nghị quyết 55 vào tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia từ 2030 đến 2045 thì tầm nhìn vẫn sẽ là ưu tiên các loại năng lượng tái tạo, năng lượng mới và năng lượng sạch. Ngoài ra nữa thì có dự thảo Quốc hội điện 8 thì đề xuất là tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo là nâng lên là phải là ở 25% vào 2030 và 41% trong 2045. Hiện tại thì cái tỷ trọng tôi nhắc lại lần nữa là mới có 10% thôi, nghĩa là còn những tận 15% chúng ta chưa đi được đến nửa đường của 2030. Cho nên là cái tiềm năng tăng trưởng của nhóm này vẫn còn rất là nhiều. Và đây là một số những cái và hiện tại thì là cái dự thảo 8 điện thoại dự thảo quy hoạch điện 8 này có những cái thông tin mới. Thì đây là những cái thông tin mà chúng tôi thống kê được mà nó có thay đổi hay là có cập nhật thêm so với cả những cái dự án điện cũ, so với cả những cái thông tin cũ thì quý nhà đầu tư cũng có thể xem lại clip để có thể là đọc kỹ hơn. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái phần tiếp theo, đấy là như tôi đã nói là tại sao mà Việt Nam lại nhanh hơn so với cả, nghĩa là đang có phần nhanh hơn một chút so với cả những cái nước khác ở trong khu vực Đông Nam Á. Đấy là tại vì do cái vị trí địa lý của Việt Nam rất là thuận lợi, thì ở đây là thuận lợi cho cả điện gió lẫn cho cả điện mặt trời. Điện gió thuận lợi là bởi vì do là chúng ta giáp với cả biển, có đường bờ biển dài khoảng 3.000 km thì thành ra là gió nó sẽ mạnh hơn so với cả những cái đất nước mà nó không có nhiều biển như vậy. Còn đối với cả mặt trời thì rõ ràng là chúng ta đang ở một cái khu vực mà số giờ nắng ở phía Bắc là lên đến 1.500 đến 1.700 giờ nắng, miền Trung hay miền Nam thì lên được đến 2.000 đến 2.600. Đấy, cái này là do là cái vị trí trên đường xích đạo của Việt Nam thôi. Thì những cái cường độ bức xạ mặt trời trung bình này và những cái cường độ nắng này thì đều rất là tốt để mà phát triển năng lượng mặt trời. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng, và nếu mà chúng ta nhìn vào cái chart, cái sơ đồ Việt Nam ở đây thì cái vùng màu đỏ chính là cái vùng mà tạo ra được nhiều năng lượng mặt trời nhất, như là Bình Thuận, Ninh Thuận hay là những cái tỉnh ở phía Nam, thì đấy là cái khu vực mà rất là tiềm năng cho năng lượng mặt trời. Và đây là một số cái thông tin mà chúng tôi liệt kê ra được về những cái điện mặt trời, những cái dự án điện mặt trời đang sắp triển khai của các công ty chứng khoán trên của các công ty trên thị trường chứng khoán. Chúng ta có thể thấy là BCG dẫn đầu trong cái list là về những cái dự án điện mặt trời khi mà có đến 10 cái dự án lận, trong khi là những cái doanh nghiệp khác ví dụ như Hà Đô hay Lycosi hay là ASM thì cũng chỉ có khoảng 2 thôi, hay TTA là 5. Đấy. Và ngoài ra thì tôi cũng có một số cái thông tin về những cái dự án điện gió của những cái doanh nghiệp chứng khoán, thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là điện gió thì có cách
có RIG đang RIG và PC1 đang là những cái doanh nghiệp mà đi tiên phong trong cái lĩnh vực điện gió này. Và đợt vừa rồi thì đây cũng là những cái doanh nghiệp rất RE hay PC1 cũng là những cái doanh nghiệp hay TV2 cũng là những doanh nghiệp rất là hấp dẫn mà nhiều nhà đầu tư quan tâm, cũng như là có sự biến chuyển tương đối tốt về về giá trên thị trường chứng khoán. Và đây là những cái thông tin tổng hợp của chúng tôi về cái ngành năng lượng tái tạo này. Thứ nhất đấy là cái nhu cầu năng lượng tái tạo vẫn sẽ tiếp nhu cầu về năng lượng là vẫn sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Trong đấy thì là sẽ đẩy mạnh tăng về năng lượng tái tạo. Và hiện tại trung bình các nước trên thế giới thì cái tỷ trọng đóng góp của năng lượng tái tạo khoảng 15 cho đến 16%. Nhưng mà riêng khu vực Việt Nam, Đông Nam Á thì vẫn là thấp. Nó chỉ khoảng dưới 10% thôi, cho nên là thành ra là cái room để tăng rất là nhiều. Nhà nước thì rất là có nhiều hộ chính sách để hỗ trợ cho cái nhóm năng lượng tái tạo này. Thứ nhất là cơ chế giá, thứ hai là về cái thu nhập doanh nghiệp, thứ ba là về nguồn vốn, và thứ tư là về chính sách phát triển, ví dụ như là thuế bảo vệ môi trường hay là thuế sử dụng đất, vân vân. Và ngoài ra thì chúng tôi có update thêm một số thông tin về quy hoạch điện 8, và cũng như là những cái thông tin là các dự án trên sàn, à nghĩa là các dự án năng lượng tái tạo trên sàn chứng khoán, hay là các công ty đang có những cái dự án năng lượng tái tạo được quý nhà đầu tư có thể quan tâm, thì có thể theo dõi thêm những cái công ty đấy để có thể tìm đến phương án đầu tư. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái phần thứ hai ngày hôm nay, đấy chính là chúng ta sẽ cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2021 của BCG và Hà Đô. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy là BCG họ có một cái kết quả kinh doanh 6 tháng 2021 rất là hấp dẫn. Đầu tiên là về doanh thu thì được là 1.448 tỷ, là tăng đến 60% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thì đạt 478 tỷ, là gấp 16,7 lần so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận dòng của họ đã tăng rất mạnh từ 14,3% lên đến 33%. Chúng ta thấy là cái thay đổi lớn về doanh thu và lợi nhuận của BCG này nó sẽ đến từ cái việc là họ đã bắt đầu thi công, bắt đầu có dòng tiền từ một số dự án năng lượng tái tạo mà đã đóng điện từ thời điểm là cuối năm 2020. Ngoài ra nữa thì là một số đơn vị thành viên cũng có đóng góp nổi bật hơn, và họ cũng có là bàn giao thêm hay là chuyển nhượng một số dự án doanh thu từ các hoạt động thi công và xây lắp. Qua đấy thì là giúp cho doanh thu và lợi nhuận của BCG tăng trưởng rất là tốt. Và chúng ta cũng nhìn thêm là vì doanh thu và lợi nhuận của BCG tăng trưởng tốt như vậy, cho nên là mọi mọi cái chỉ số tài chính về lành mạnh của trong báo cáo tài chính của BCG cũng có sự cải thiện, ví dụ như là cái tỷ lệ nợ vay. Vâng, thì ví dụ như là cái ở đây thì cái tỷ lệ nợ vay thì vẫn là cao, bởi vì do là họ là sẽ triển khai thêm những cái dự án mới. Tuy nhiên thì là một số thông tin như là dòng tiền của doanh nghiệp, chỉ số dòng tiền thì BCG sẽ tốt hơn. Và bây giờ thì tôi sẽ mời bạn Trung là sẽ update thêm về cái kết quả kinh doanh của Hà Đô. Vâng, mời Trung. Vâng, đầu tiên là xin chào các quý vị ở nhà đầu tư. Thì sau đây thì tôi đã xin cập nhật kết quả kinh doanh của của công ty Hà Đô trong nửa đầu năm 2021. Thì trong nửa đầu năm 2021 thì Hà Đô đã ghi nhận là 1.821 tỷ đồng doanh thu, và giảm khoảng 39% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh thu của mảng bất động sản giảm 55%, đến do là cái phần thiếu hụt của các dự án lớn, bất động sản lớn bàn giao. Và doanh thu của mảng này thì trong 6 tháng thì đến chủ yếu từ việc bàn giao các phần còn lại của dự án Hà Đô Central Side với khoảng 930 tỷ đồng. Và trong khi đó thì hai cái mảng kinh doanh khác của công ty là mảng cho thuê văn phòng và năng lượng thì đang cho thấy một sự cải thiện tăng trưởng một cách khá là tốt. Mà cho thuê văn phòng thì đã tăng trưởng 67% so với cùng kỳ. Và doanh thu thì đến chủ yếu từ tăng thêm thì đến chủ yếu từ việc đưa vào khai thác 9.000 mét vuông sàn từ dự án cho thuê từ dự án Central, cộng như cùng với việc là dự ở cái khách sạn Ibis ở Sài Gòn đạt cái tỷ lệ lấp đầy khá là cao là khoảng 80%. Trong khi đó thì mảng năng lượng cũng đã tăng trưởng 48% nhờ vào những đóng góp lớn hơn của các dự án thủy điện khi được hưởng lợi từ các dự án La Nina và đóng góp mới từ dự án điện mặt trời Hà Đô Hưng Phước. Dự án này thì hoạt động là từ cuối tháng 9 năm 2020, và doanh thu thì bị giảm và chi phí bán hàng tăng cao do cái vấn đề công ty bắt đầu mở bán cái dự án bất động sản mới cho năm nay đó là Tram Villa, đã khiến lợi nhuận sau thuế của Hà Đô trong 6 tháng đầu năm suy giảm 38% so cùng kỳ.
và đạt khoảng 480 tỷ đồng. Như vậy là sau 6 tháng đầu năm thì Hà Đô đã hoàn thành được lần lượt là 37% và 38% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cả năm. Bên bảng cân đối bên bảng cân đối kế toán thì tại cuối tháng 6 năm 2021 thì tổng nợ vay Hà Đô đạt khoảng hơn 6.500 tỷ đồng và mức này tương đương so với thời điểm đầu năm, và tỷ lệ D trên E của công ty đã có sự cải thiện nhẹ từ mức 1,54 1,58 xuống 1,54 lần, và cái tỷ lệ nợ vay này cũng sẽ được có thể sẽ được cải thiện tiếp tại vì thời điểm đầu tháng 7 công ty đã chuyển đổi cái phần trái phiếu chuyển đổi sang cổ phần cho một cổ đông lớn, thì sẽ bên phân tích của Vinarex thì dự kiến là cái tỷ lệ nợ vay này trên vốn chủ sở hữu này sẽ về khoảng 1,3 lần và tiếp tục sẽ tạo điều kiện tốt cho công ty thực hiện các dự án trong các dự án tiếp theo. Đấy là cập nhật về tình hình kinh doanh của Hà Đô trong 6 tháng đầu năm. Vâng, vậy là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là BCG thì nghĩa là cái mảng năng lượng tái tạo này, chúng ta sẽ nhìn thấy là ví dụ như quý nhà đầu tư nếu mà có theo dõi những cái chương trình tuần trước của chúng tôi về nhóm thép hay là về nhóm bất động sản và nhóm khu công nghiệp, thì chúng ta thấy là các doanh nghiệp đấy có vẻ là đồng pha với nhau về doanh thu và lợi nhuận hơn. Tuy nhiên thì cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp về năng lượng tái tạo thì nó lại hơi khác nhau. Cái khác nhau này nó sẽ đến từ là hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đấy là bởi vì do nhóm năng lượng tái tạo là sẽ không chỉ bao gồm là những cái dự án về năng lượng tái tạo không, mà họ sẽ còn cả những cái dự án về bất động sản. Hơn thế nữa là như chúng ta biết là năng lượng tái tạo là một cái ngành rất là triển vọng và rất là mới. Chính vì thế cho nên thành ra là hiện tại là những cái nhóm năng lượng này, mặc dù về bản chất thì cái nhóm này sẽ đóng góp cho chúng ta về doanh thu lợi nhuận nó một cách rất là cố định và ổn định qua các năm. Tuy nhiên thì giai đoạn hiện tại thì là các doanh nghiệp này mới bắt đầu là chuyển mình thôi, mới bắt đầu là đầu tư và xây dựng và họ mới sắp hoàn thành một số dự án thôi chứ chưa hoàn thành hết. Chúng ta có thể nhìn thấy ở BCG thì là cái vốn đầu tư là cũng tăng lên rất là nhiều, hay là ở Hà Đô thì cái vốn đầu tư cũng duy trì ở mức cao hơn hẳn so với thời điểm 2018. Thì những cái thứ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là nghĩa là đây sẽ là cái đánh đổi của những cái doanh nghiệp về năng lượng tái tạo cũng như là kết hợp với bất động sản. Thì hồi xưa thì chúng ta đều biết là Hà Đô hay ví dụ như là cổ phiếu ASM vân vân thì họ đều là có mảng bất động sản, và cái tính chất của mảng bất động sản thì cái doanh thu và lợi nhuận nó không được ổn định, nghĩa là nó không thường xuyên và nó mang tính đột biến một thời gian, sau đấy là khi mà hết dự án thì nó sẽ không có lợi nhuận nữa. Thì các doanh nghiệp về bất động sản này thì họ nhận ra được cái điểm yếu của mình về việc làm bất động sản như vậy, cho nên là thành ra là họ chuyển sang làm thêm năng lượng tái tạo. Thì đây sẽ là một cái sự kết hợp khá là hoàn hảo cho những cái doanh nghiệp này trong tương lai, mà để cho nhà đầu tư có thể là nắm giữ lâu dài và yên tâm. Bởi vì sao? Bởi vì do là họ sẽ có những cái tăng trưởng đột biến nhờ các dự án bất động sản mới mà hấp dẫn, nhưng mà bên cạnh đấy thì họ cũng có dòng tiền ổn định hơn và dòng tiền của họ cũng tốt hơn trong tương lai khi mà những cái nhóm năng lượng tái tạo đã thành hình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với cả cái phần tiếp theo, đấy chính là triển vọng và năng lực và dự phóng kinh doanh của BCG cũng như Hà Đô trong những năm tới. Thì hiện tại là chúng tôi là VN Direct là đang dự kiến là kết quả kinh doanh của BCG năm 2021 thì sẽ đạt khoảng 5.900 tỷ đồng doanh thu và 897 tỷ lợi nhuận sau thuế. Kết quả kinh doanh các năm 2022 và 2023 thì sẽ dựa vào các triển vọng từ việc là họ sẽ tiếp tục bàn giao các dự án từ Malibu Hội An và các căn villa còn lại của dự án Thảo Điền trong năm 2021. Các dự án gối đầu khác cũng sẽ là tạo động lực cho những năm tiếp theo của họ. Ngoài ra thì mảng năng lượng tái tạo như tôi đã nói thì 2020 đã bắt đầu có lãi và trong tương lai sẽ còn có lãi hơn nữa. Nó sẽ là cái chiến lược cốt lõi trong của BCG trong dài hạn. Mảng xây dựng thì công ty BCG được hậu thuẫn bởi công ty mẹ và phát triển với những cái tập đoàn đèo cả thì sẽ nâng tầm doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Thì nói thêm một chút về tập đoàn đèo cả thì đây là một cái doanh nghiệp có tiếng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, và chúng ta đều biết rằng là trong tương lai, hoặc không phải là trong tương lai nữa mà ngay bây giờ đây và sắp tới đây thì chính phủ sẽ đẩy mạnh đầu tư công, và đèo cả chính là một trong những doanh nghiệp mà sẽ được hưởng lợi từ cái việc đầu tư công này. Thì qua đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái kế hoạch, cái dự phóng của chúng tôi trong 2021, 2022, 2023
về cả doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp là đều có sự tăng trưởng, và chúng ta nhìn thấy một bức tranh rất là tươi sáng đối với cả cổ phiếu BCG này. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có liệt kê thêm một số các list những cái dự án bất động sản của BCG mà như lúc nãy tôi đã nói là những dự án của đâu đấy ạ, thì chúng ta đều đã biết là Malibu Hội An hay King Crown Village thì là đã triển khai từ năm 2018 rồi, nhưng mà đến và họ đã bắt đầu mở bán năm 2019, nhưng mà bởi vì do là dịch Covid cho nên là tiến độ xây dựng và bàn giao của họ là bị đẩy lùi lại một chút, cho nên là thành ra là từ cuối năm 2020 thì họ đã chuyển sang là 2021 mới booking. Và cái tiến độ bán hàng thì chúng tôi cập nhật thêm là hiện tại là đến tháng 6 năm 2021 thì BCG đã bán được là 566 căn condotel và 51 căn biệt thự tại Hội An rồi. Trong đấy thì là 17 căn biệt thự tại Thảo Điền cũng đã được bán hết, thì họ sẽ tiến hành là bàn giao là 5 căn biệt thự King Crown Village trong quý 1 2021 rồi. Và trong 2021 này thì chúng ta có thể nhìn thấy là mảng bất động sản này nó sẽ mang lại doanh thu khoảng 3.500 tỷ cũng như là lợi nhuận ròng là 756 tỷ cho BCG. Triển vọng 2022 thì cái mảng này sẽ có tăng trưởng tốt hơn nữa là khoảng 4.300 tỷ và lợi nhuận ròng là 621 tỷ. Nhưng mà lợi nhuận thì lại hơi giảm một chút. Thì cái này là đến từ cái việc là họ không, nghĩa là bên cạnh là họ booking cái dự án Malibu Hội An thì họ sẽ chuyển sang bàn giao những cái dự án mới Casa Marina Hội An Dior hay là Casa Marina Mũi Né, thì những cái dự án này thì có thể là liên quan đến cái cơ cấu chi phí thôi, thì có thể là cái năm 2022 sẽ chưa có nhiều lợi nhuận nhưng 2023 thì có thể nó sẽ khác, và nữa là 2023 thì họ sẽ khi, và chúng ta đều biết là Covid thì nó cũng hiện tại là cái tình hình tiêm chủng vaccine mũi một ở Việt Nam khá là tốt rồi, thì trong tương lai Covid nó sẽ sớm được đẩy lùi thôi, thì những cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng nó cũng sẽ phục hồi, cũng sẽ là những cái động lực tăng trưởng mới cho BCG từ 2023 trở đi. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái phần tiếp theo, đấy là cái năng lượng tái tạo của BCG thì có những cái gì mà mình cần đáng lưu ý. Thì đây là kết quả kinh doanh của cái mảng này, Bamboo Energy đấy, nghĩa là năng lượng tái tạo đấy, của BCG 2019. Chúng ta đã nhìn thấy rằng là nó thay đổi rất lớn, là có cái sự thay đổi rất là nhiều về cái năng à về cái lợi nhuận này và doanh thu và lợi nhuận này. Thì tổng tài sản của BCG Energy là năm 2020 là đã tăng gấp 11 lần so với cả năm 2019, là tại vì do là đấy là những cái năm họ bắt đầu là đầu tư rất là mạnh, và 2020 là họ đã có lãi ngay rồi, và chúng ta sẽ nhìn thấy là cái mảng này sẽ càng ngày càng đóng góp nhiều hơn trong tương lai cho BCG. Đây là một số cái thông tin về những cái dự án BCG của về các dự án của BCG về năng lượng tái tạo, về điện mặt trời cũng như là điện gió, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái dự án lớn nhất của BCG trong điện mặt trời sẽ là dự án Phú Mỹ, và hiện tại là giá bán giai đoạn 1 sẽ là khoảng 7,09 cent một kWh và tổng mức đầu tư sẽ là 6.200 tỷ đồng. Giai đoạn 1 thì đã là vào là tháng 12 năm 2020 và giai đoạn 2 thì sẽ dự kiến là trong 6 tháng 2021. Ngoài ra thì điện gió thì cũng có những cái dự án rất là lớn, ví dụ như là điện gió Cà Mau thì dự kiến là giai đoạn 1 sẽ là vào tháng 4 năm 2022. Thì đây là những cái thông tin bổ sung thêm của chúng tôi về dự án năng lượng tái tạo. Đây là thông tin mà chúng tôi đã nói về tập đoàn Đèo Cả hợp tác cùng với cả BCG. Thì ước tính là doanh thu thi công trong quý 3 của tập đoàn của TCD, nghĩa là tập đoàn Đèo Cả đấy, là sẽ là khoảng 200 tỷ, và quý 4 thì sẽ khoảng doanh thu sẽ khoảng là 1.300 tỷ. Và cái kế hoạch hợp tác thi công với Đèo Cả thì là nó là một cái chiến lược dài hạn của TCD, trong đó là sẽ dự án chính của họ trọng điểm sẽ là cái dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau, tổng mức đầu tư là khoảng là 46.200 tỷ đến 61.000 tỷ đồng, là sẽ dự kiến khởi công trong giai đoạn 2021 đến 2025. Và cái này thì là một trong những cái dự án trọng điểm để nâng tầm cái hình ảnh của BCG trong việc là xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như là xây dựng xây lắp thi công. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang với cả phần update kết quả kinh doanh của bạn Trung về cổ phiếu Hà Đô. Tiếp theo đây thì xem chúng ta sẽ đến cái phần triển vọng của Hà Đô trong nửa cuối năm 2021 và đến năm 2022. Thì trước tiên thì tôi xin cập nhật một chút về cái phần tiến độ các dự án mà Hà Đô đang theo đuổi. Thì hiện tại như đã đề cập ở phần trước thì dự án bất động sản trọng điểm của năm nay của Hà Đô chính là dự án Hà Đô Trang Villa.
ở ngoài Đức. Thì dự án đã được mở bán là hai đã mở bán 2 lần, và với 125 căn đã được đã được bán cho khách hàng và thu về khoảng 1.300 tỷ. Thì các đợt mở bán thứ ba và thứ tư của doanh nghiệp thì dự kiến là trong quý 3 này. Tuy nhiên là như chúng ta đã biết rằng nó đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, và cái tiến độ này nhiều khả năng sẽ được dựa sang quý 4 hoặc là năm 2021, à, năm 2022. Thì sẽ có khoảng hơn 220 căn nữa ở tại dự án Chavilla sẽ được mở bán cho khách hàng vào năm vào thời điểm tới. Trong khi đó tại mảng năng lượng thì đầu tháng 9 này Hà Đô đã bắt đầu đón được những cái tín hiệu khá là khả quan ở nhiều việc là cái hai cái dự án thủy điện khá lớn của công ty cho năm nay là dự án thủy điện Sông Tranh 4 và thủy điện Đắc Mi 2 đã bắt đầu được đưa vào vận hành thương mại ở đầu tháng 9. Thực tế thì hai dự án này đã vận hành thương mại chậm hơn so với dự kiến thời điểm ban đầu của công ty, nó lần lượt vào khoảng tháng 5, à tháng 3 và tháng 5. Trong khi đó thì điện gió 7A cũng đã bắt đầu có 3 trên 12 tuabin được vận hành thương mại và hưởng giá FIT một của các dự án điện gió. Còn quay trở lại về cái phần còn về kế hoạch về các dự án năng lượng tiếp theo thì Hà Đô đã, thì Hà Đô đang xem xét và đầu tư xem xét đầu tư đo gió và chuẩn bị các cái thủ tục là ở khoảng 12 dự án tái tạo mới về điện gió và điện mặt trời với tổng công suất lên tới khoảng 704 MW, và trong đó có 5 dự án với tổng công suất là 134 MW thì đã được bổ sung vào quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia, và công ty sẽ dự kiến rằng sẽ triển khai 5 cái dự án này và vận hành thương mại vào năm 2022, và nó sẽ nâng công suất của Hà Đô lên khoảng 578 MW so với 444 MW từ cuối năm 2021. Tuy nhiên rằng là chúng tôi đánh giá rằng các cái triển vọng của các cái dự án năng lượng này có được đưa vào thi công và xây dựng hay không thì cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái kết quả của cái dự thảo quy hoạch điện 8 từ đây. Còn về mảng bất động sản thì các dự án gối đầu của Hà Đô thì cũng đã sau cái dự án Chavilla này thì cũng đã bắt đầu chuẩn bị các dự án như là CC3, Hà Đô, Alia Bảo Đại ở Khánh Hòa, hay là Linh Trung ở dự án ở Linh Trung thành phố Hồ Chí Minh và Green Lane quận 8. Tuy nhiên rằng là hai dự án các cái dự án này thì chúng ta đã biết là cũng được Hà Đô lên kế hoạch trong thời điểm khá là lâu, và hiện tại thì vẫn đang trong các cái bước hoàn thành thủ tục đầu tư. Do vậy rằng là tôi sẽ chưa đưa các cái dự án này vào trong cái dự phóng của mình. Còn về còn đánh giá về triển vọng kinh doanh của 2 năm tới, của thời điểm cuối năm 2021 và 2022 thì chúng tôi có đánh giá rằng cái ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng cái bảng dự phóng của khối viết tích VnDirect về cái kết quả kinh doanh của Hà Đô trong năm 2021 và 2023. Ở slide trước thì slide này, thì đây là cái dự phóng của chúng tôi thực hiện của thời điểm là tháng 3, nên do vậy rằng sẽ có một vài sự điều chỉnh. Như tôi đã đề cập ở trên, đó là mảng năng lượng của công ty đã đưa vào vận hành thương mại là chậm hơn so với cách ban đầu. Tuy nhiên rằng là Hà Đô vẫn sẽ có đủ khả năng để duy trì cái mức doanh thu, mức lợi nhuận của công ty tương đương với năm 2021 và có thể là tăng trưởng nhẹ một chút, và sẽ lợi nhuận sau thuế công ty sẽ đạt đâu đó khoảng 1.200 tỷ, và công ty sẽ có khả năng hoàn thành được kế hoạch của mình nhờ công ty có thể ghi nhận ở nhiều hơn từ dự án bất động sản Chavilla cũng như là cái mảng cho thuê văn phòng khách sạn tốt hơn. Còn về mặt doanh thu thì có thể trong năm 2021 thì sẽ không đạt được cái kế hoạch do công ty đã trong quý 2 đã bắt đầu thoái vốn khỏi cái mảng xây dựng, vốn là cũng chiếm khá khá cái phần doanh thu của công ty. Còn sang năm 2022 thì chúng tôi vẫn đánh giá rằng là cái mảng bất động sản vẫn tiếp tục là cái phần cốt lõi của doanh nghiệp và chiếm cái tỷ trọng đóng góp doanh thu nhiều nhất, và cũng sẽ đến từ cái phần dự án Hà Đô Chamila. Trong khi đó cái mảng năng lượng thì sẽ là tiếp tục là một năm tăng trưởng mạnh mẽ của Hà Đô trong năm 2022 nhờ vào việc các dự án thủy điện thì cho cái sản lượng điện tốt nhờ cái lượng mưa tốt của năm 2021 được tích lũy trong mùa khô năm 2022. Bên cạnh đó thì các cái dự án như tôi đã đề cập ở trên như là điện gió 7A hay là thủy điện Đắc Mi 2 và sông Tranh 4 thì sẽ hoạt động đủ năng và sẽ tạo ra một cú hích cho cái mảng năng lượng của công ty trong năm 2022. Còn về mặt lợi nhuận thì Hà Đô vẫn sẽ duy trì cái mức lợi nhuận tăng trưởng đâu đó khoảng 10% so với năm 2021. Còn cái triển vọng tăng trưởng mạnh hơn của công ty có thể sẽ đến được với cái
đến từ việc các dự án năng lượng hay là bất động sản như tôi đề cập ở trên được đưa vào khai thác, vận hành hoặc là hoàn thành thủ tục đầu tư thì có thể sẽ đóng góp lợi nhuận cao hơn so với cái dự phóng này. Còn về phần mặt định giá thì hiện tại thì cái giá cổ phiếu của Hà Đô cũng đã tăng trưởng ở mức khá là cao, và tôi cho rằng là cái mức định giá của Hà Đô hiện tại là khá là hợp lý, và động lực tăng trưởng của cũng động lực về reset lại cái định giá này đến từ việc là các cái dự án mới có được đưa vào hay không. Và bên cạnh đó, một phần quan trọng nữa về mặt định giá của Hà Đô là công ty đã có kế hoạch IPO cái mảng năng lượng của mình, tức là tách một công ty con riêng về mảng năng lượng và có cái biết năm 2023, thì có thể đây sẽ là động lực để đánh giá lại về cổ phiếu Hà Đô. Còn về rủi ro về Hà Đô thì là các cái dự án năng lượng của công ty về năng lượng tái tạo thì đặc biệt là điện gió điện mặt trời có rủi ro về cắt giảm công suất nếu trong trường hợp cái tăng trưởng của tiêu thụ điện của nước ta hoặc là cái đường dây truyền tải không đảm bảo được đúng như cái nhu đúng như cái công suất mà công ty sản xuất điện ra. Đó là điểm qua về những điểm chính về cổ phiếu Ado. Xin trả lại anh Duy. Vâng, cảm ơn cái phần trình bày của bạn Trung về cổ phiếu Hà Đô. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái phần tóm tắt của chương trình này của chúng tôi ngày hôm nay trước khi sang những cái phần tiếp theo của chúng ta. Thì đầu tiên, đấy là về ngành năng lượng tái tạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, rất là hấp dẫn và được chính phủ hỗ trợ. Chúng ta có thiên thời địa lợi nhân hòa. Đối với cả kết quả kinh doanh thì bởi vì do đặc thù bao gồm cả bất động sản cũng như là cái năng lượng tái tạo, cái thời gian triển khai các dự án nó sẽ khác nhau, khiến cho cái việc là kết quả doanh thu của BCG trong năm 2021 thì đang có tốc độ tăng trưởng tốt hơn so với cả Hà Đô. Và triển vọng tương lai thì chúng ta nhìn thấy BCG là sẽ tiếp tục có những cái dự án cuối đầu mới và sẽ là kỳ vọng thêm nữa cả vào bất động sản nghỉ dưỡng. Còn đối với cả năng lượng tái tạo thì nó vẫn sẽ thì đấy vẫn sẽ là cái mảng cốt lõi của doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng sẽ có tốc độ tăng trưởng qua các năm. Và đối với cả Hà Đô thì quý nhà đầu tư cũng đang nghe thì đấy là cái tốc độ tăng trưởng của 2021 của Hà Đô là 6,5 và 2022 sẽ là khoảng 8,9%. Thì tốc độ tăng trưởng của Hà Đô thấp hơn hẳn so với BCG, nhưng mà cũng một phần khác nữa là bởi vì do là Hà Đô họ cũng đã đạt đến cái ngưỡng gọi là cái ngưỡng mà kinh doanh tốt rồi. Nghĩa là cái chỉ nếu quý nhà đầu tư xem những cái chương trình trước của chúng tôi thì cũng thấy là cái ROE của Hà Đô là hiện tại là rất là cao. Còn BCG thì là cái doanh nghiệp mà chuyển mình có những cái bước tiến rất là lớn về cả ba mảng và có nhiều thứ để chúng ta có thể kỳ vọng, cho nên là sẽ có cái tốc độ tăng trưởng cao. Thành ra nếu mà theo như quan điểm đầu tư của tôi thì BCG sẽ hợp với cả những nhà đầu tư mà đang tìm những làn gió mới, tìm những cơ hội đầu tư mới hấp dẫn và còn rất là nhiều thứ để có thể kỳ vọng. Còn Hà Đô thì sẽ hợp với cả những nhà đầu tư mà mong muốn một cái gì đấy nó ổn định và nó an toàn hơn. Đấy là cái quan điểm của tôi về hai cổ phiếu này. Và bây giờ thì tôi sẽ sang là cái phần Q&A ngày hôm nay. À, trước khi sang phần Q&A ngày hôm nay thì tôi sẽ xin phép là được giới thiệu qua một số các chương trình khác của VN Direct. Thứ nhất đấy là chương trình La bàn đầu tư, là cập nhật các thông tin về vĩ mô cũng như là tình hình các kênh tài sản, được phát sóng vào lúc 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần. Chương trình thứ hai là chương trình dành riêng cho khách hàng của VN Direct về phân tích cổ phiếu và nhận định thị trường. Thì cái chương trình này sẽ có sự tham gia của rất là nhiều chuyên gia và có sự thảo luận của đa chiều của các bên với nhau để quý nhà đầu tư có thể là hiểu hơn về cổ phiếu cũng như là về nhóm ngành. Thì sẽ được phát sóng vào lúc 3 giờ 30 thứ tư hàng tuần. Thì quý nhà đầu tư nếu mà muốn tham gia thì hãy liên hệ với cả bên VN Direct và đọc số tài khoản để có thể lấy cái đường link tham dự. Và chương trình thứ ba là chương trình ngày hôm nay, đấy là 360 độ cổ phiếu, thì là phân tích một cổ phiếu mà chúng tôi sẽ theo cả hai phương diện tích cực và tiêu cực. Thì đây là những cái số đặc biệt mà về cái việc là cập nhật những kết quả kinh doanh của những cái doanh nghiệp mà chúng tôi đã từng làm, và nó phát sóng vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần. Và chương trình cuối cùng là chương trình rất đặc biệt, đấy là chương trình đối thoại với PM hay chuyên gia ngành, thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện với người nổi tiếng và hiểu hơn về triết lý đầu tư cũng như là về cái chiến lược đầu tư của họ. Thì cái chương trình này định kỳ là 2 tuần 1 lần, sẽ phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy. Ngoài ra thì chúng tôi có hai cộng đồng ở trên Facebook. Một cộng đồng là về đầu tư tích sản tăng trưởng và một cộng đồng khác là về là giao dịch chứng khoán đi trade. Thì là cộng đồng ở trên thì là cộng đồng chuyên về phân tích cơ bản và nắm giữ lâu dài và dài hạn. Cộng đồng ở dưới thì là
những cơ hội, thiên về những cơ hội đầu tư ngắn hạn hơn, và quỹ nhà đầu tư có thể tham gia các cộng đồng này thông qua cái đường link QR code mà chúng tôi đính kèm ở đây. Và ngoài ra nữa thì sắp tới VN Direct cũng sẽ tổ chức những cái khóa học mà quý nhà đầu tư có thể là sẽ quan tâm. Thứ nhất đấy là khóa học về đi go con đường sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư, và khóa học này hoàn toàn là hiện tại là một chương trình rất đặc biệt đang miễn phí. Cái khóa học này rất là hay, nó sẽ cho cái quý nhà đầu tư hiểu rằng là ví dụ như là quý nhà đầu tư có bao giờ phân vân rằng là tại sao là cùng hai người như nhau nhưng mà người ta lại có cuộc sống sung túc hơn mình, trong khi rõ ràng là tư duy của mình không hề kém người ta. Rất có thể là bởi vì những người đấy đã nắm được cái bí quyết trong việc là nắm cách quản lý nguồn tiền của họ, cũng như là có cái kế hoạch tài chính cá nhân lâu dài. Thì đến với cả cái khóa học DeGo này của chúng tôi hoàn toàn miễn phí, quý nhà đầu tư sẽ hiểu cách làm thế nào để quản trị nguồn tiền, dòng tiền của mình tốt hơn. Qua đấy thì sẽ có một cái tương lai an toàn, vững mạnh và đảm bảo hơn cho cả cá nhân mình cũng như là những thành viên gia đình tương lai. Ngoài ra nữa thì chúng ta có thể là tham gia vào cái lớp học đầu tư cổ phiếu là hiện tại là đang được giảm giá đấy. Thì cái lớp học này là chúng tôi sẽ thiên về là phân tích, dạy và chỉ quý nhà đầu tư những cái phương pháp đầu tư cơ bản. Ví dụ như là chúng ta sẽ biết rằng là phân tích ngành thì cần phải tìm hiểu cái gì và tại sao lại phải phân tích ngành, hay là phân tích lợi thế cạnh tranh thì tại sao lại phải phân tích cạnh tranh, cũng như là chúng ta tìm hiểu thêm một số cách về định giá hay là quản trị danh mục đầu tư. Cái này thì dành riêng cho những người mà đam mê về chứng khoán và muốn hiểu rõ hơn về cái khoản đầu tư này. Và cái chương trình thứ ba là phá vỡ rào cản đầu tư chứng khoán, thì đây là chương trình của chúng tôi chuyên về cho những quý nhà đầu tư mà thiên về cái việc là mới gia nhập thị trường, thì hoàn toàn có thể tham gia chương trình này để chúng ta có thể biết rằng là làm cách nào để có thể giao dịch chứng khoán này, hay là như thế nào thì để ra được quyết định đầu tư. Nói chung là lớp học vỡ lòng cho những người mới tham gia thị trường. Và cuối cùng là một chương trình sắp ra mắt vào tháng 9 là kế hoạch là đi go well, đi well là kế hoạch hoạch định tài chính và quản lý tài sản. Thì ở đây chúng tôi làm một chương trình mà nâng cao hơn của đi go. Ví dụ như ở đi go thì chúng ta sẽ có được cái concept về việc là hoạch định tài chính như thế nào và quản lý nguồn tiền ra sao. Nhưng mà đến với đi go well thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn là thế thì là đi trên con đường đấy là đi như thế nào. Và đấy là và quý nhà đầu tư có thể đăng ký những cái chương trình này tại mã QR code của chúng tôi ở trên cái slide đây. Và bây giờ thì không để quý nhà đầu tư đợi lâu, chúng ta sẽ cùng sang với cái phần tiếp theo là phần Q&A ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Nguyễn Thúy Vân là em thấy PC1 cũng đang mạnh về mặt này thì đầu tư PC1 có được không? Thì mình thì Recording stopped. hiện tại là bên VN Direct là vẫn chưa có một cái chương trình cụ thể về PC1. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đã từng phân tích doanh nghiệp này rồi, thì đây là một doanh nghiệp khá là tốt. Họ tốt cả về ban lãnh đạo cũng như là tốt về đường hướng kinh doanh trong tương lai, thì thành ra là đây cũng là một mã cổ phiếu mà quý nhà đầu tư có thể cân nhắc để nắm giữ lâu dài được. Và câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Tấn Trường đấy là điện tái tạo phải đấu nối vào EVN trước cuối năm nên sẽ hoạch thu vào quý 3, thì theo VN Direct những doanh nghiệp nào có khoản phải thu sẽ có lợi nhuận đột biến trong báo cáo tài chính quý 3 không? Thì câu này thì nó khá là chuyên chuyên sâu, cho nên là thành ra là cho nên Câu là này thì có lẽ là em hiểu rằng phép là là trả lời cái câu này sau. Alo, alo, trả cái câu câu hỏi của anh Trường ấy thì em hiểu rằng là ok ok mời thì chúng. em hiểu rằng là cái khoản phải thu của các doanh nghiệp này thì anh ấy nói là phần setup, tức là các cái doanh nghiệp mà chúng ta đã biết rằng là cái dự án chủ yếu các dự án điện gió thì có cái thời điểm phải hoàn thành dự án trước ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021 này. Tức là các cái dự án mà có cái các cái doanh nghiệp mà tham gia xây lắp ở trên thị trường Việt Nam trong các dự án điện gió ví dụ như là PC1 hay là Fecon thì
Rõ ràng rằng là các dự án, các công ty này thì đang có các cái dự án điện gió đang triển khai và họ đang xây lắp, thì rõ ràng là trong cái thời điểm mà cuối tháng quý 3 hoặc là quý 4 tới đây thì doanh thu về mảng xây lắp của hai cái công ty như Fecon hay PC1 này thì sẽ được ghi nhận từ các dự án điện gió của công ty. Thì chúng tôi cho rằng là đây cũng có thể sẽ là một cái điểm đột biến cho cái doanh thu của hai cái doanh nghiệp này trong thời điểm là quý 3 và quý 4 năm 2021. Còn về cái câu về triển vọng của PC1 thì đúng như anh Duy nói là khối phân tích của VinDirect thì hiện tại không không cover trực tiếp PC1. Tuy nhiên rằng là như tôi đã đề cập ở trên thì có thể cuối năm nay sẽ là thời điểm điểm rơi lợi điểm đưa doanh thu cho cái mảng xây lắp của PC1. Và các quý nhà đầu tư cũng có thể tìm hiểu thêm là PC1 đang mới đầu tư vào một công ty sản xuất về các cái khoáng sản nickel, thì có thể tìm hiểu thêm về cái cổ phiếu này. Còn hiện tại thì ba dự án điện gió của PC1 thì đang có triển vọng là sẽ được đưa vào vận hành thương mại trước cái thời điểm vào 1 tháng 11 và sẽ được hưởng giá VIF 1. Còn về định giá của PC1 thì do không phân tích, không cover trực tiếp nên tôi từ chối bình luận. Còn về triển vọng doanh nghiệp thì hiện tại là thấy khá là ổn. Vâng, chúng ta sẽ sang những câu hỏi tiếp theo. Cảm ơn câu trả lời của bạn Trung. Tôi thấy là có một bạn hỏi về mã cổ phiếu VicoStone là kết quả kinh doanh quý 3, quý 4 dự kiến có khả quan không? Lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 thế nào? Thì rất là cảm ơn sự quan tâm của bạn. Thì cái dự phóng kết quả kinh doanh quý 3, quý 4 của VicoStone thì chúng tôi cũng đã có một cái chương trình làm về riêng mã này, là về VicoStone, là được phát sóng cách đây mới có mấy tháng thôi ạ. Thì quý nhà đầu ngay ngay trước cái chương trình về SRI thì quý nhà đầu tư có thể là vào cái thư mục ở trên đây tôi sẽ giới thiệu. Quý nhà đầu tư có thể là vào trang chủ của VnDirect, sau đấy là vào mục video. Ở trong đấy thì sẽ có thư mục riêng dành là của chương trình cổ phiếu 360 độ, thì trong đấy nó có một cái clip về cổ phiếu VicoStone này. Hoặc không thì quý nhà đầu tư dễ hơn thì có thể lên YouTube search là VicoStone VnDirect thì chắc là sẽ ra được cái đường link để xem clip đấy. Thì trong đấy thì chúng tôi đã phân tích rất là kỹ và rõ về cái triển vọng kết quả kinh doanh 2021 của VicoStone. Thì mong nhà đầu tư là dành chút thời gian là để sang cái clip đấy để xem ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ sang những cái câu hỏi tiếp theo là về là BCG có TCD mạnh quá, TCD có mỏ đá 20 triệu mét khối tại Chi Tôn An Giang, có lẽ nên mua mạnh BCG. Thì câu này thì về cái việc là mua mạnh BCG thì tôi cũng chưa dám bình luận gì nhiều, nhưng mà tôi sẽ xin nói thêm là đúng là cái mỏ đá này là một cái thứ rất là mạnh, bởi vì do là cái này thì Anchaco thì nó có thể đem lại cái dòng tiền và doanh thu khá là đều cho TCD là khoảng là 300 đến 400 tỷ một năm. Và triển vọng, nhưng mà cái triển vọng lớn nhất của TCD thì vẫn sẽ đến từ cái mảng xây lắp, là nó đến từ là cái là họ hợp tác chiến lược với cả Lotte Land và Đèo Cả. Và câu hỏi tiếp theo sẽ là BCG làm bất động sản hướng tới phân khúc cao cấp, dịch thế này thì ảnh hưởng đến dòng tiền và nhu cầu bất động sản cao cấp, thì sắp tới phân khúc này có đóng góp ổn cho BCG được không? Thì câu này tôi sẽ xin trả lời như sau. Thì thứ nhất đấy là bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh, thì đối với bất động sản ở Hồ Chí Minh á thì BCG là sẽ khởi công hai dự án, là tổng quy mô là lên tới là 12 ở Thủ Đức cũng như là quận Bình Tân trong 2022. Thì cái nhu cầu thị trường của cái này thì nó vẫn đang duy trì mức tốt trong bối cảnh là bởi vì do là chúng ta đều biết là cái triển khai pháp lý của dự án bất động sản nhà ở nó khá là khó khăn, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Qua đấy thì thành ra là trong khi đấy thì chúng ta nhìn thấy là cái nhu cầu về bất động sản nhà ở là nó vẫn không thay đổi, và cái này thì có hoàn toàn có thể được chứng minh qua những cái số trước của chúng tôi về cái cập nhật về tình hình giá của bất động sản. Thì chúng ta đều nhìn thấy là cái giá của cái nhóm này là nghĩa là cái giá bán của bất động sản là trong tất cả các thị trường thì đều có tăng nhẹ và tăng mạnh hơn ở các khu vực tỉnh. Thì ngoài ra nữa thì là cái biên lợi nhuận của các doanh nghiệp bất động sản thì cũng khá là ổn định, mặc dù là chúng ta đều biết rằng là cái giá nguyên vật liệu tăng cao trong khi là giá nhà ở thì chưa tăng tương ứng. Thì những cái điều này cho nó chứng minh cho thấy rằng là cái người cung cấp hàng là họ có quyền, nghĩa là họ đang có lợi thế hơn so với cả những người mua là đang cần mua bất động sản hơn.
Cho nên là thành ra là đấy là lý do vì sao mà cái biên lợi nhuận của họ không không thay đổi. Và ngoài ra nữa thì là trong ngắn hạn thì họ cũng không có BCG, thì họ cũng đang ưu tiên những cái bất động sản nghỉ dưỡng hơn, như là cái dự án Malibu Hội An thì triển khai mở bán từ 2019. Và bởi vì do đã triển khai mở bán từ 2019 và hiện tại thì là chỉ còn bàn giao và booking lợi nhuận thôi, cho nên là doanh thu của cái dự án này nó không hề ảnh hưởng. Nghĩa là nếu mà mình nhìn thì mình lại nghĩ rằng là 2020, 2021 thì đang Covid này thì làm sao nghỉ dưỡng tốt được. Nhưng mà cái đặc thù của nhóm ngành bất động sản nó sẽ là theo kiểu là các bạn bán năm 2019 nhưng mà 2020, 2021 các bạn mới ghi nhận, cho nên thành ra là 2019 chưa có Covid thì đã bán được rồi. Cho nên là nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến BCG. Còn đối với cả dự án Casa Marina thì hiện tại là BCG đã hoàn tất căn nhà mẫu, triển khai thi công hạ tầng, và dự án này thì hiện chưa triển khai bán hàng. Nhưng mà với cái vị trí rất là đắc địa của cái dự án này, nếu mà quý nhà đầu tư search Google Map thêm thì chúng ta có thể thấy là 160 cái căn villa mà vừa giáp đồi lại vừa hướng biển, thì nó sẽ là giống như kiểu là lưng dựa núi nhưng mà mặt hướng biển, thì nó rất là thuận tiện và rất là hợp để nghỉ dưỡng. Thì những cái dự án này thì công ty khá là tự tin là họ sẽ mở bán được thành công thôi, khi mà mở bán quan trọng nhất là thời điểm nào. Ngoài ra thì cái dự án phức hợp Hội An Dial thì Dial thì là hiện tại là có 24,42 gồm khách sạn và villa, trong đấy có 220 căn shop house, thì đây là cái dự án mà vị trí vàng duy nhất của Hội An, cho nên là thành ra là nhu cầu người mua thì cũng sẽ là cao thôi. Và cho nên là cái này thì họ chắc là sẽ là dự kiến là sẽ mở bán sau khi mà giãn cách xã hội kết thúc. Thì đây có thể là một trong những cái thông tin mà nhà đầu tư khi mà quan tâm đến cổ phiếu BCG sẽ cần phải lưu ý hơn, bởi vì do là thông tin mở bán ra và mọi thứ nó tích cực thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng tốt đến giá cổ phiếu cũng như là triển vọng của doanh nghiệp. Thì đấy là một số cái câu hỏi ngày hôm nay của chương trình, và bởi vì do thời lượng cũng có hạn nên tôi xin phép là sẽ tạm dừng chương trình ở đây và hẹn gặp lại quý ai. Nốt một câu hỏi nữa là về nhận định VHM nhá. Thì đối với VHM thì tôi nghĩ chúng tôi cũng có một cái số về VHM rồi, về trong mà quý nhà đầu tư có thể xem lại trong trong clip của chúng tôi. Thì về cơ bản mà nói, đây là một cổ phiếu mà thứ nhất là bất động sản, thứ hai là của doanh nghiệp đồng à, của doanh nghiệp đi đầu hàng đầu Việt Nam, cho nên thành ra là xứng đáng để nắm giữ lâu dài thôi. Còn cái thời điểm mua bán thì chắc là chúng ta sẽ phải cân nhắc thêm, bởi vì do là hiện tại chúng ta cũng biết là có một số cái thông tin liên quan đến tập đoàn Vích, về cái cung cầu của cổ phiếu Vích, thì phần nào đấy nó cũng sẽ làm cho cái nhóm chứng khoán của tập đoàn này nó sẽ ám binh bất động một thời gian, nhưng mà trong tương lai thì có thể là nó sẽ thay đổi. Thì đấy là những cái câu trả lời cuối cùng của chúng tôi ngày hôm nay về cổ phiếu, về các câu hỏi của quý nhà đầu tư, và xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã tham gia chương trình, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Xin cảm ơn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.